cái video này trước mắt đây Sang sẽ cho mọi người cùng tâm sự với lại cái em Hiền. Lý do tại sao mà cái người em trai mình nó là tên gì, ở đâu, rồi tại sao mà không về, thì tí xíu Sang sẽ cho mọi người cùng tâm sự. Thì trước mắt cái câu chuyện nó tóm tắt, Sang chỉ tóm tắt là như vậy. Nãy giờ cả nhà cũng đã nghe, thì Sang mong rằng quý cô chú anh chị kiều bào hải ngoại chia sẻ cái video này nhiều, mạnh tay lên giùm Sang để mong tìm người mẹ, tìm được con để trước cái phút lâm chung, để nhìn mặt được người con cuối cùng để đi về. Alo, xin chào quý vị khán giả. Thì, hiện tại bây giờ là Sang đang có mặt ở nhà ở tại Tân Lũ, thì cho nên mình đổi ra ngày hôm nay là ngày 18 tây tháng 5. Sang chút xíu nữa Sang phải đi Kiên Giang, rồi công việc đi Kiên Giang xong quay về, đó là trong đêm ngày mai là phải có mặt ở ngoài sân bay rồi đi ra ngoài Hà Nội thì Sang có công việc ngoại 2 ngày, tới ngày Chủ nhật xong rồi Sang phải bay về tối Hà Nội, tối Chủ nhật từ Hà Nội Sang bay vô Sài Gòn, xong rồi qua ngày hôm sau là thứ hai Sang cũng quay ngược đi Đà Nẵng, rồi với đi Quảng Nam Phước Sơn dọc dài, đó là từ đây đến cuối tháng Sang lịch trình đi dày đặc, quá nhiều việc. Thì ngày hôm nay xin giới thiệu quý vị khán giả đây là em này tên gì? Tên Hiền. Em tên Hiền. Lưu Quán Hiền. Lưu Quán Hiền. Còn em? Tên Hủy, Tân Vi. Năm nay Hiền bao nhiêu tuổi rồi? 47 rồi. Rồi em? 47 luôn. 47 luôn. Tuổi Thìn. Hai chồng? Tuổi Thìn. Tuổi Thìn. Rồi, nhà mình ở đâu? Ở phường 14, quận 8. Phường 14, quận 8. Thì lý do tại sao nay có em Hiền đến kiếm gặp Sang thì nó có một số vấn đề như thế này. Thứ nhất là quý vị xem cái hình ảnh một người bà cụ lớn tuổi ở trên hình ảnh. Thì đây là người mẹ của cậu thanh niên mà đang cần tìm. Thì tí xíu Sang sẽ vòng lại cái hình ảnh của người mẹ. Thì Hiền ngày hôm nay đến gặp Sang là mong muốn tìm một người em trai gấp. Là người em trai này bỏ đi vào năm 2002. Năm 2002 thì cách đây khoảng hơn 20 năm rồi. Vào lúc năm 2014 thì em nó có 23-24 em có về để mà vấn đề mà chi chác bán nhà đổ này kia nọ đó, không biết cái câu chuyện ở gia đình như thế nào. Rồi từ đó em không về luôn. Nhưng ngày hôm nay thì người mẹ là trong cái lúc mà cái tuổi xế chiều rồi, cũng bệnh cũng khá là nặng. Trước cái lúc người mẹ muốn ra đi, người mẹ muốn kêu người con này nè, kêu cái đứa em quay về để bà gặp mặt một lần cuối để bà ra đi. Thì trong suốt từ năm 2014-2013 gì không biết, tới bây giờ là mấy năm qua, gần 7-8 năm qua là không thấy cái người con trai nó quay về. Thì giờ trong cái lúc mà người mẹ gần mất á, thì mong muốn gặp người con trai để mà quay về, thì nghe người con trai này ở Canada. Thì cái video này trước mắt đây Sang sẽ cho mọi người cùng tâm sự với lại cái em Hiền. Lý do tại sao mà cái người em trai mình nó là tên gì, ở đâu, rồi tại sao mà không về, thì tí xíu Sang sẽ cho mọi người cùng tâm sự. Thì trước mắt cái câu chuyện nó tóm tắt, Sang chỉ tóm tắt là như vậy. Nãy giờ cả nhà cũng đã nghe, thì Sang mong rằng quý cô chú anh chị kiều bào hải ngoại chia sẻ cái video này nhiều, mạnh tay lên giùm Sang để mong tìm người mẹ, tìm được con để trước cái phút lâm chung, để nhìn mặt được người con cuối cùng để đi về. Rồi bây giờ Sang không để mọi người chờ lâu, thì Hiền em có thể kể là cái câu chuyện của mẹ mình hiện tại sức khỏe như thế nào, sau đó thì người em mình đã đi khỏi Việt Nam vào năm nào, rồi câu chuyện nó ra sao, em có thể kể lớn lên. Rồi thông qua cái việc này cho Sang nhắc luôn, thì trong thời điểm hiện tại Sang không thể đưa hình ảnh vợ con của người em trai của em Hiền lên, vì đó là nguyên tắc của cộng đồng, cho nên thì Sang chỉ có là đưa hình ảnh của mẹ của em Hiền lên và Hiền kể lại cái câu chuyện để mong rằng em trai sẽ nhìn được cái hình ảnh của mẹ, đúng là mẹ mình, và anh của mình thì hãy kết nối lại với gia đình nha. Rồi em có thể kể trước về tình hình sức khỏe của mẹ là như thế nào. Em cảm ơn cộng đồng mạng. Bây giờ mẹ thì bệnh nặng, tôi thì còn đi rồi. Bây giờ bà bệnh nặng, bình tĩnh nói, không có xúc động nha, cứ bình tĩnh nói. Rồi bây giờ mẹ muốn gặp một kiện, gặp mặt lần cuối. Rồi bây giờ em đi chuyện gì lỡ rồi bỏ qua hết đó. Rồi không muốn gì nói gì hơn, rồi bây giờ muốn mẹ tìm đứa con trai trai út đó. Vậy thôi.
Tại bây giờ thì chuyện nhiều khi chuyện cũ á, nhiều khi lỡ sơ sót chút xíu thì bỏ qua đi. Giống như mình có sơ sót thì ai lớn thì cũng có sơ sót, nhỏ cũng có sơ sót, thì chuyện hiểu lầm với nhau thì mình bỏ qua. Thì bây giờ mình làm lại từ đầu đi. Bây giờ mẹ mình thì bệnh nặng quá rồi, bả nằm chỗ bả không đi được đó. Giờ giờ là mẹ muốn là tìm một đứa con ở bên Canada, tìm là cũng như kiểu mình gặp mặt lần cuối vậy đó. Tìm đứa con Canada, tìm mà gặp lần cuối. Thì tính ra thời điểm 2015 á là tới giờ rồi đó. Từ 2015 không liên hệ được, mình điện thoại thì không có điện được. Rồi bây giờ bả bệnh nặng quá, rồi bây giờ muốn cho bả gặp mặt lần cuối đứa con đó vậy đó. Thì từ 2015 á, mà khi mà cái em trai của mình á, là mình có nói là em mình tên gì không? Lâm Tử Kiện. Lâm Tử Kiện à, năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay à, tuổi ngồi 45. 45 tuổi à. Rồi hiện đang ở định cư ở nước nào? Canada. 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 Nhớ tiểu bang nào không? Bây giờ xíu thì còn đó, hồi xíu rồi có. Đó là ở là A3 tài sản. A3 tài sản hả? Đâu làm gì có cái tiểu bang là A3 tài sản. A3 tài sản. Ba tài sản. Ba tài sản. Tiểu bang ba tài sản. Rồi từ năm 2015 mà em nó có mặt ở Việt Nam thì cái câu chuyện mâu thuẫn là như thế nào, mình có thể mình nói rõ để em mình hiểu, để em mình còn có thể là bỏ qua để bây giờ. Là lúc mà bán nhà ở Lãnh Minh Thăng. Rồi đứa em trai mới đòi là cho em trai đứng tên. Rồi bà già cũng chấp nhận là cho em trai đứng tên. Rồi bà già mới hỏi thằng mà chạy giấy tờ cho mình á. Bà chạy giấy tờ nói là bây giờ là nhà nước là một cái quy định, mỗi năm một cái quy định nó khác. Rồi quy định bây giờ là không cho mà Việt Kiều đứng tên. Đó, rồi chỉ có người quốc tịch Việt Nam mới được quyền đứng tên. Rồi bởi vì mới bà già mới không cho được đứng tên, rồi bà già mới đứng. Rồi bởi vì kiện này nè là con của bà già mới là chết móc bà già là không cho kiện đứng tên. Buồn cái chỗ đó là nó dặn tới bây giờ mà không biết phải hay không. Ở nhà có bao nhiêu người anh em? Thì chỉ có 4 anh em. Một thằng ở nhà thì câm, là ở nhà bẩm sinh rồi đó giờ rồi. Rồi bà chị thì gả qua Đài Loan. Rồi tới nhỏ vợ. Rồi mới tới đứa em út là Canada. Bây giờ đang tìm con đó. Thì mấy người này cũng vẫn có liên hệ, cũng có gặp mặt. Là đứa con trai lớn là ở nhà phục vụ quả. Rồi tí bà xã của em. Rồi với bây giờ người Đài Loan cũng lâu lâu gọi điện thoại về, từng gọi điện thoại gặp mặt một lần, bà cũng vui vẻ. Rồi bây giờ chờ chỉ kiếm đứa con trai Út này là bên Canada là lâu lắm mà không có gặp. Cho tôi coi là hình cái người mẹ. Rồi sang xin đính chính lại cái vấn đề, cái câu chuyện đó là thực sự về cái việc mà đứng tên á, đứng tên để mà sổ đỏ quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam á, thì chỉ có người quốc tịch Việt Nam mới được phép đứng tên. Còn nếu như mà là người quốc tịch nước ngoài thì không có được quyền đứng tên. Thì chắc có lẽ về cái vấn đề mà tranh chấp giữa cái quyền sở hữu đứng tên nhà thì từ chỗ đó thì chắc có lẽ là gia đình mới có mâu thuẫn nó xảy ra việc này. Ủa cái người này tôi có chở oxy tới tôi cho mà. Không phải. Hai vợ chồng già ở trong một căn nhà. Ba này, chết lâu này, ba chết lâu rồi, ba chết 2013 tới giờ 2012. Cái hình bà già kìa. Bà già này em mới chụp hồi sáng á. Bà già hiện tại giờ đang còn sống đúng không? Còn, thì bây giờ bà bỏ ăn đó. Bà già ruột. Tôi nhớ là cái hình của người này. Quá. Đức thân tôi vô oxy nữa mà. Không. Cái này bên Thường Long rồi. Bên quận 11 đúng không? Không. Hưng Long mình tránh hả? Ngày xưa là ở quận 11, ở Lãnh Minh Thăng. Giờ đúng bán rồi. Nhà mới về Hưng Long. Hỏi giờ bỏng vô oxy. Bỏng mới bệnh mấy tháng này, 2 tháng. Tháng 2. Cả nhà nhìn cái hình của người mẹ ở đây. Thì em đó là tên Kiện, đúng không? Tên Kiện, cái bạn tên Kiện có thể nhìn đây phải là mẹ mình hay không? Nếu mà phải thì em hãy tranh thủ em quay về gặp mẹ một lần cuối. Thì cái câu chuyện thì nó cũng đơn giản thôi. Vì cái chuyện mâu thuẫn này hiểu lầm thì mình có thể giải quyết, nhưng cái quan trọng là cha mẹ mà. Thì gần đất xa trời rồi. Cái mong muốn của người mẹ là muốn gặp lại người con lần cuối trước khi đi mất. Hiện tại tình trạng sức khỏe của mẹ yếu lắm à. Bỏ ăn 2 ngày nay rồi. Thì mong muốn của gia đình thì như thế nào?
thì mình có thể mình nói rõ đây, nếu mà em kiện em trai của mình á nghe được thì anh trai mình sẽ hiểu hơn, để em trai mình quay về. Bà muốn là điện thoại nói chuyện với bà cũng được, hỏi bà gật đầu vậy đó. Bà nói hỏi bà gặp kiện, bà nói ừ. À. Bà toán rồi nói rồi gặp nó rồi kêu nó điện thoại nói chuyện để bà nghe tiếng của nó. À. Rồi bây giờ thì Sang có thể là để cho cái gia đình mình đó là có thể nói cõng đồ nhà nó lại nghe. Nói tiếng Hoa với lại em Kiện để mà em Kiện hiểu hơn. Thì nhiều khi mình nói người ta không có nói tiếng Việt gì gần, nói cũng không được hết ý. Cả nhà thông cảm, Sang cho gia đình tự nói tiếng Hoa với lại em trai của mình ở bên Canada. Thì gia đình nói tiếng Hoa cứ thoải mái nói tiếng Hoa để giải thích cho em mình. Nếu em mình nghe được cái video này để em mình hiểu hơn, em mình nó không còn cái sự mà hiểu lầm, để em mình sớm một là gọi về để gặp mặt mẹ mình qua microphone, hay nữa là em mình nó sẽ bay về gặp mẹ mà mình lần cuối trước khi mà mình mẹ mình nó chấm dứt cái cõi trần này nha. Rồi mình có thể còn khi nào cái ngoài ai gì nè lý dẫu xì gan tải quả với ama ama bè bè uống sùng rồi đó. Còn lên nè, đừng xúc động, gắng cố gắng nha. Cứ nói giải thích cho em mình hiểu hết. Đúng rồi. Khi ra má hơi bèn hơi mặn xịt à. Hơi dịu kinh lị quá. Mày nói đi. Đi khỏi á. Rồi em mới xúc động, nó khóc nó nói không có được. Mình phải nói cho em mình hiểu. Mình cứ nói đi, từ giờ em nó xúc động, em muốn khóc, em nói không được. Cho nên thì gắng cố gắng giải thích. Đây là có cơ hội để mình giải thích với em mình đó, chứ nếu mình không nói em mình không hiểu hết. Thì kia dòng mấy đi tả gì mà phan này bé ma then tủ đẳng hơi dòng mấy hơi tôi ngon lọt họ mấy cái kiện tủ cái liệp tăng sợ mỏng tăng sợ mỏng mới lè tả gì quả họ kêu lè tài khẩu vào thùng đi là không cũng hò mụ liền lo đó giống mấy xì mày chỉ ký nhìn loạn hạ đó uống mấy vậy chấp quay là chỉ ký thuốc tài đó. Cũng đó. Cái chuyện gì mâu thuẫn ở gia đình đó, cứ em cứ việc nói tiếng Hoa thì chỉ tiếng Hoa mà gia đình mới hiểu thôi. Đó thì nói hết đi, mình giải tỏ được cái tâm lý cái khuất mắc như thế nào nói bằng tiếng Hoa để cho em mình hiểu, em mình nó quay về. Đúng rồi. Đó. Rồi. Ngồi tỷ ra tôi tài sai là vì mà giống mấy cái gì loạn hạ đó. Âm má chù thò mấy cái gì loạn hạ muốn ngồi tỷ chù thò tôi là gì loạn hạ đó. Có dầu thò. Bây giờ mấy gì đó, đi tắt hàng đi thấy tôi con mọn rồi đi tải quả bên này với em á. Em mới kìm hạ lì dọn nó tắt lên. Ủa mấy gì đó, má hú trụng rồi bạn. Rồi cũng ngon đó. Em có thể nói tiếng Hoa nhờ dùm cái cộng đồng người Hoa bên đó chia sẻ dùm với mình. À, ngồi thọ nhà tài ca, thọ nhà thủ gì hí mòn tài ca thấy tủ con mọn đó chào bong chia sẻ to đi tặng kiên kiên tủ hệ ma tặng hệ tả điện thoại liền bong hệ ma liền lo chứ hệ ma bèn đó hữu dụng, hy vọng cộng đồng mạng to đi chia sẻ với bong sống họ tì tôi chè mọi người tôi chè tài ca thì ở đây là mình muốn nói là để hai thứ tiếng để nhờ cái người thòn dành của mình á đó. Đó thì mình còn là họ sẽ nghe nghe được cái những gì mình nói, họ giúp mình và họ chia sẻ video này tới tay được em của mình. Thì cộng đồng người Hoa bên bển cũng rất là đông, đôi lúc người ta không có nghe được cái tiếng Việt rồi mình còn tìm quả để là họ mới nghe được đó. Cho nên là thử là mong muốn gia đình đó là nói cái tiếng Hoa là để nhờ cái cộng đồng người Hoa, những người thòng dành giống như mình đó, hỏi là họ chia sẻ giùm, họ truyền tay với nhau để mong muốn là để mà giúp cho mình nó gặp được em mình sớm. Cái thông tin này đó là như vậy đó, thì mình cứ nói cho nó rõ cụ thể nha. Còn á. Hãy nói cái dầu mà đi, dầu gì họ đi mình cứ còn qua hiếm mòn tài ca cũng như mũ kiềm quài mũ chấp quài bong mòn á chia sẻ to thì bị kiềm đủ họ ma về bèn trộn mũ xịt có kỹ dạch là hủy hoại xình hệ dù thang đủ hơi chảy cái tiền quả hồ sâu mà thang kiềm đủ hơi chảy cái dẻo mình chỉ bày sáng tặng hơi chảy.
mình nói tiếp về cái câu chuyện đó là bà già đó. 2015 thì mới bóng mà liên lạc tới giờ, vì cái căn hộ bị lâu với họ mà. Cũng như thì hy vọng thì giờ nhìn lòng sai mấy gì đó, tại sao cái họ mà xong kiến nó kiến cuối cùng một miền. Đó hơi dài dài. Mình có nhắn nhở gì với em mình không, qua thông qua tiếng thòng dành? Có nói rồi. Nói kỹ lại một lần nữa để cho em mình nó hiểu thêm. Đó, nó không có cái sự mà hờn giận. Đó. Thôi cũng muốn nói với các họ thì tăng soạn ngọn. Em muốn họ thì còn chơi hậu bắt cười lo. Em muốn đi nãy ngó tăng soạn ngọn, em muốn đi kiên tủ qua đi tải quả bánh lì biếm lì lột của ma. Em muốn mày ma kiên tủ lì dọn ho kiên. Họ thì tôi muốn mới về là em muốn ma với ra tôi hãy tèn. Em muốn đi ra họ thì tăng soạn ngọn, em muốn mỹ lì kiên, em muốn đi kỹ sử dụng kiên tủ rồi tải quả bánh lì. Rồi cũng lo. Còn thêm quá là mong cộng đồng thuần dân á chia sẻ video này mạnh mạnh để gặp được đó. Em muốn cái tăng xong mọi người muốn chia sẻ với mấy con thuần dân nha, họ đi bóng cũ dân. Em muốn hy vọng đại ca chia sẻ mong mấy con thì tăng xong mọi người biết kiên kiên tụ. Tôi chào đại ca. Cảm ơn. Rồi, sang sẽ dịch lại cái câu chuyện của gia đình của em Hiền thì hiện tại bây giờ đó là Akin Lị. Nếu mà xem là được cái video này thì tôi là Tấm Sang ở tại thành phố ở thành phố Hồ Chí Minh, ở bên Việt Nam thì gia đình của Lị nhờ tôi chia sẻ cái video này, mong muốn gửi đến cho Lị để hiểu được cái câu chuyện của gia đình, để mình bỏ đi cái sự mà hiểu lầm, để mình tìm cách một là gọi microphone, hai nữa là mình bay về để gặp mẹ mình trước lúc mẹ mình ra đi. Thì đây là cũng một cái di nguyện cuối cùng của mẹ mình để mà gặp được con lần cuối. Cho nên thì cái điều hiềm khích trong gia đình tạm gác lại đi, rồi mong muốn của gia đình là để gặp lại mẹ, gặp con, anh chị em gặp lại với nhau, để mà cùng nhau đưa mẹ về cái nơi vĩnh hằng. Thì cái thời gian nó cũng không còn nhiều đó, thì mẹ hôm nay bỏ ăn nay 2 ngày luôn rồi, là coi như là coi hình ảnh dưới là nhạy cảm thì Sang không thể nào chia sẻ lên được. Sang chỉ để cái hình ảnh của cái gương mặt của người mẹ để cho Akin nhìn thấy được đó. Mẹ mình nếu mà xem được cái video này thì Akin hoặc là tất cả cộng đồng thuần dành cũng như là cộng đồng người Việt ở tại hải ngoại giúp giùm Sang với là gia đình chia sẻ video này nhanh nhất có thể. Thì đây là một trong những cái sự mà mâu thuẫn trong gia đình ai cũng mắc phải, thì cái việc nó cũng không có đáng mà để đến nỗi mà chúng ta phải từ với nhau, không nhìn nhận lại cái người thân thích ruột thà, cái cha mẹ cũng như là anh em. Thì đâu đó thì trong gia đình, mỗi một cái gia đình nào cũng đều có một cái sự mâu thuẫn và sự xích mích trong nội bộ á. Cho nên thì nó cũng không gọi gì là lớn. Nếu chúng ta nghĩ đó là người thân, nếu chúng ta nghĩ đó là gia đình của mình, thì chúng ta sẵn sàng bỏ qua để mà chúng ta nhìn nhận lại cái mái ấm gia đình của mình. Dầu gì vậy chăng nữa thì cái quê hương xứ sở mình được sinh ra và lớn lên ở đâu thì mình hãy quay trở về nơi đó. Và đặc biệt cái đó là hình bóng cha mẹ già mình thì không thể nào mà quên. Dù mình có ở góc độ như thế nào, mình có giàu hay nghèo, thì cái điều mà hiếu đạo làm đầu, cái chữ nghĩa, cái đạo lý con người thì không thể nào mà mình bỏ đi cái núm ruột người thân của mình, đặc biệt là cha và mẹ. Dù cha mẹ mình có khùng có điên hay có mắc phải cái tội gì đi chăng nữa, nhưng giờ phút lâm chung đối với một người mẹ mà thoát được cái tiếng nói tôi muốn gặp lại con đôi lần cuối, thì đó là một sự đau đớn nhất cho mọi gia đình. Cho nên là nếu mà chúng ta muốn xoa dịu nỗi đau đó cho mẹ mình bằng cách chúng ta hãy để cho những cái chuyện quá khứ nó lắng động lại, rồi chúng ta hãy cầm phone lên gọi về cho anh mình. Và lần nữa thì mình có muốn đọc cái số điện thoại của mình lên đây để cho em mình gọi trực tiếp về để mà em mình hướng dẫn cho mà để mà gặp mẹ không? Có chứ. Em mình có nhớ số phone mình không, hay là mình, bây đọc, giờ mình lại, đọc lại đi. Đọc lại số phone nhớ lại đọc dấu cộng 84 rồi bắt đầu là ví dụ giờ 09 không mấy đúng không? Mình bỏ số 0 ra đi. Dấu cộng rồi 84 giờ bắt đầu cái bỏ số 0 rồi nữa, chính con số sau. Rồi, nghĩ cả cộng 84 rồi nói tiếng Việt giờ xong rồi nói tiếng Hoa để cho người Hoa người ta có thể liên lạc về với mình luôn. Cộng
我电话号数啊，话见想帮我联络系啊，9849066226229996啊，我电话你哦，系啦，我电话啊，来。Thì Sang xin nhắc lại cái Sang dịch lại cái tiếng Việt đó là dấu cộng rồi 84 rồi 90 66 22 996 đó là cái số điện thoại của Hiền ha. Để mà cho em mình liên lạc về với anh của mình để mà gặp mẹ mình sớm nhất có thể nha cả nhà. Thì một lần nữa thì Sang rất là cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Thì như những gì nãy giờ Sang cũng đã nói giờ tiếng Việt, còn gia đình thì nói tiếng Hoa. Thì để nói lên cái nỗi lòng cũng mong muốn gặp những người thân, Sang rất mong quý vị khán giả đang xem trên kênh của Hội Thiện Nguyện PDS giúp giùm gia đình chia sẻ video này nhanh nhất có thể tới tay của người em trai ở đang định cư ở tại Canada. Lặp lại là tiểu bang gì? Abatasang. Nếu mà nói về tiếng Hoa, cái tiểu bang tiếng Hoa nói thì tiếng Hoa được không? Tiếng Hoa không biết nói. A ba tài sản ở định cư ở Canada. Rồi năm nay em của mình là hơn 40 đúng không? 45 tuổi. Tả tiền quả số tuổi á, cái tuổi á, còn tiền quả thì tiền quả của Lâm Kiện à, A Kiện không có không có luôn không? Giờ nói về tuổi đó, tuổi thì 45 tuổi. Tôi kiến ở Canada, ở Abbottstown. Tên của nó nói tiếng Hoa là gì? Lâm Chỉ Kiên. Lâm Chỉ Kiên. Lâm Chỉ Kiên. Định cư Canada. Ok. Rồi Sang rất là cảm ơn mọi người, Sang rất mong mọi người để chia sẻ video này để mong cho gia đình gặp được người thân sớm nhất có thể. Thì mình có nói lời nào cuối cùng trước khi mà kết thúc cái video? Bây giờ nhắn nhủ em mình hay là cảm ơn tất cả cộng đồng người Việt và cộng đồng người Hoa? Rồi thì Sang cũng rất là cảm ơn mọi người. Thì Sang cũng mong rằng quý vị khán giả cũng thông cảm, tại vì gia đình người Hoa người ta không có nói tiếng Việt nhiều á, cho nên thì cái tiếng Việt nhiều khi nói không có được hết ý, buộc lòng là Sang mới để cho gia đình nói tiếng Hoa. Đó thì trong cái tiếng Việt thì cũng nói ngắn gọn thôi. Rồi mong quý vị khán giả thông cảm cho gia đình. Rồi một lần nữa chúc cho tất cả quý vị khán giả trong và ngoài nước luôn thật nhiều sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.